Việt ăn lượng muối gấp đôi chuẩn thế giới dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch. Cần giảm mặn trong mọi gia vị và đồ ăn. Hưởng ứng xu hướng giảm mặn của thế giới, xin giới thiệu nước mắm chiên su cá cơm Biển Đông giảm mặn mới với công nghệ giảm mặn sodium lye, mang đến loại nước mắm ngon hài hòa trong từng món ăn. Đúng vậy, giảm mặn giúp bảo vệ trái tim khỏe. Tôi chỉ tin dùng nước mắm chiên su cá cơm Biển Đông. Nước mắm chiên su thơm ngon tới giọt cuối cùng. Chiên su foods. Testosterone là nội tiết tố quan trọng đối với nam giới. Sau tuổi 30, nồng độ testosterone giảm dần, trung bình mỗi năm giảm 1-2%, khiến nam giới suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Veganam Tâm Bình, top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, đại bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý, cải thiện triệu chứng mãn dục nam, giảm tiểu đêm do thận yếu. Veganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Tuổi mới lớn, có những sở thích mẹ không hiểu nổi. Nhưng mẹ hiểu, con cần gì khi có vấn đề khó nói. Nên mẹ chọn Dạ Hương với các thảo dược thiên nhiên, phù hợp cho phái nữ ở mọi lứa tuổi. Hàng triệu người mẹ tin chọn Dạ Hương cho bản thân và con gái. Trời sẽ có mưa to để... Thời tiết thay đổi gây đau mỏi đốt sống cổ, đau mỏi vai gáy. Người có huyết khối, tắc mạch, rối loạn tiền đình gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên vai gãy Thái Dương, hỗ trợ giảm nguy cơ huyết khối, tắc mạch. Viên vai gãy Thái Dương dùng cho người đau mỏi đốt sống cổ, đau vai gãy, rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đau mỏi đốt sống cổ, đau mỏi vai gãy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt đã có viên vai gãy Thái Dương. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. TH True Tea từ những gốc trà tinh túy hòa cùng nguồn nước ngầm núi lửa triệu năm, mang đến cho bạn vị ngon thanh mát sảng khoái. TH True Tea thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Bia Hà Nội Over Light gấp cá tính chuẩn chất men. Vì sự hoàn mỹ trong từng giọt sữa, TH đã nỗ lực không ngừng xây dựng trang trại bò sữa tập trung, ứng dụng công nghệ cao lớn nhất thế giới và đạt chuẩn quốc tế để cho ra dòng sữa tươi sạch, tinh túy từ thiên nhiên. Tặng ngay một hộp khi mua hai lốc sữa tươi tiệt trùng cùng loại. TH True Milk thật sự thiên nhiên. Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Gói nước cốt xương hầm kết trộn hồn nước phở cùng gạo ST25 cho bánh phở dai mềm, cho phở vừa ngon còn nhiều. Chuẩn Hà Nội bát đặc biệt. Yêu phở Hà Nội thử ngay cung đình nhé. Chinju bánh gạo xốp siêu xốp, Chinju bánh gạo tan giòn tan, Chinju bánh gạo lành thật lành, Chinju bánh gạo ngon tuyệt ngon. Bánh gạo Chinju đã ngon lại còn lành. Các chuyên gia y tế khuyến cáo chúng ta nên súc họng thường xuyên để đề phòng virus. Nước muối sinh lý quốc dân giúp làm sạch răng miệng hiệu quả cho việc ngăn ngừa virus xâm nhập qua đường họng. Nay đã có thiết kế mới tiện lợi an toàn hơn. Nước muối sinh lý quốc dân bảo vệ sức khỏe toàn dân, chung tay đẩy lùi virus. Tuổi mới lớn, có những sở thích mẹ không hiểu nổi. Nhưng mẹ hiểu, con cần gì khi có vấn đề khó nói. Nên mẹ chọn Dạ Hương với các thảo dược thiên nhiên, phù hợp cho phái nữ ở mọi lứa tuổi. Triệu người mẹ tin chọn Dạ Hương cho bản thân và con gái. Chào anh. Xe của tôi vi phạm lỗi gì mà anh lại dừng xe của tôi? Yêu cầu anh xuất trình giấy tờ để tiếp tục kiểm tra. Vâng, anh chờ tôi một chút. Tôi gửi anh, mình kiểm tra.
trên xe anh có mấy người? Yêu cầu anh xuống xe để người kiểm tra. Này, tôi là tài xế, kiểm tra một mình tôi thôi. Chúng tôi được nhận tin báo xe anh chở hàng lậu. Tôi không có buôn lậu, tay tôi cũng không. Yêu cầu anh chấp hành. Các gì? Thực hiện nhiệm vụ. Này, anh làm gì? Quay lưng lại. Anh làm gì? Vừa hai tay chặt tôi luôn. Em dừng lại. Dừng lại. Báo cáo, phát hiện đối tượng có vũ khí. Xét kỹ người và xe. Đó. Bao tiền anh ạ? Lập biên bản, tịch thu tang chứng vật chứng, quay phim chụp hình lại để làm bằng chứng nè. Do tất cả xét kỹ xe thôi. Giải tụi nó lên xe. Báo cáo anh, xong rồi. Bây giờ tụi em đưa nó về. Không liên lạc được đại ca. Chết mẹ, hay có chuyện gì? Bọn này đi nó có đem theo hàng được không? Thì thằng Thức đi đâu lúc nào chả mang theo súng, cả hàng đá nữa. Chết mẹ, sao lại cử mấy cái thằng này đi công việc chứ? Chẳng là có chuyện gì hay là bị xích mẹ rồi? Té. Đi đâu anh? Chúng mày theo tao lên biên giới. Còn thằng này ở lại xem tin tức thế nào. Có gì điện thoại cho tao số điện thoại kia, rõ chưa? Dạ rõ. Vậy còn mấy thằng đang canh thằng Hùng Nhọn thì sao đại ca? Kệ chúng nó. Té. Ôi kìa, chiều thứ sáu rồi, ngồi đây làm gì nữa? Đi làm vài quại đây. Té đi, đang bận. Làm hàng. Thật mà, vụ của tao sắp hết lệnh ra một loạt này. Kết luận chưa? Chưa, lằng nhằng lắm. Không khéo lại phải đối chất. Tao cứ thấy ông nói gà bà nói vịt kiểu gì ấy. Mà cái vụ này tao thấy chả ăn nhầm gì cả. Lỡ vớ còn cho chúng nó hội thông cung ấy, đừng có đùa. Thôi, té đi, cho người ta còn làm việc. Này, chuyện kia thế nào rồi? Việc gì? Mày bị làm sao đấy? Chuyện đấy đấy. Thế nó đang ở đâu? À, em tưởng việc gì? Em vẫn đang đi tìm. Nó không ở chỗ cũ nữa. Qua mấy lần nhưng mà không gặp. Quái lạ. Sao nó lại không đến cơ quan nhỉ? Chịu. Chắc nó bận được gì. Này, lúc nào mày qua xem nó có ở nhà không? Hôm qua rồi. Có mỗi hai cụ khốt thôi. Căng thật. Sếp mà hỏi biết trả lời như nào đấy. Anh cứ bảo là đi tìm, chưa có kết quả. Mày biết tính ông ấy rồi đấy. Động một tí là đội bàn đội ghế lên đầu ngay. Chụp tốt á? Ừ. Anh em, nhanh lên. Cố gắng xong công việc, có thưởng. Anh hòm rồi. Nan đã đóng gói xong. Mày cho tụi nó tháo rỡ hết máy móc, rồi đem giấu đi. Còn mấy thùng hóa chất ngoài kia, đem chôn đằng sau, mé sau còn dùng. Ok. Anh em nhanh tay lên nha. Sáng mai tao sẽ gọi cho đại ca. Mày chuẩn bị đem hàng ra cảng. Mày có biết khi nào thì đi chưa?
Tao không biết, giống mày thôi. Nhưng mà khi nào đi, khác biết. Anh. Ờ. Ngồi đi anh. Sao, tình hình thế nào? Tình hình rất khẩn trương. Thằng Tổng đã rời khỏi thành phố, di chuyển lên vùng giáp biên. Đông à? Không. Tôi nghĩ là chắc do mình bắt hai thằng đàn em của nó. Ừ. Nó có tật nên giật mình, tìm chỗ nấp thôi. Tôi vẫn cho trinh sát đeo bám theo thằng Tổng. Còn việc kia vẫn đang triển khai 24/24, chủ động về thông tin. Luôn có bốn anh em túc trực bảo vệ nó từ vòng ngoài. Tốt rồi. Sắp đến giờ dê, cho nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Tôi cũng đã báo cáo cục. Việc giám sát di chuyển, cục đảm nhiệm. Việc vụt tại đây, ta chủ trì. Anh lên cho tôi một kế hoạch tổng thể để khớp lệnh với cục. Tôi nghĩ chuyện này chắc phải dốc hết vốn, huy động tổng lực của đơn vị. Thế nhưng còn chỗ kia. Tôi cũng đau đầu nhất là vấn đề này đấy. Nó là đứa có kinh nghiệm đánh án, mưu cao mẹo giỏi. Nếu mà giao việc này cho nó cầm quân thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Vậy mà lại đang có chuyện. Không tin thì không dùng. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Dùng dao hai lưỡi rất nguy hiểm. Việc này để tôi cân nhắc thêm đã. Từ ngày mai, đội cảnh sát đặc nhiệm cùng với toàn bộ lính của anh sẽ lên thao trường để tập bắn, chuẩn bị cho giờ dê. Trận này chắc sẽ nề lửa lắm đây. Đúng. Từ thuở vào ngày đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy một cái lượng hàng lại lớn như thế. Nó qua tỉnh mình, không biết là phúc hay là họa đây. Cho đến thời điểm này, chúng ta đang đi rất đúng hướng. Từng bước đi bài bản, cân nhắc thận trọng. Tôi tin chắc chúng ta sẽ thành công. Thấy thao trường đang tập luyện khá đông. Khét đấy. Sao ạ? Mày dở lắm. Phải nghe nhạc hiệu đoán chương trình chứ. Sắp tới là có trận phang nhau đấy. À, ra thế. Em lại tưởng là tập huấn định kỳ. Thấy trên bảng ghi là triệu tập quân huấn luyện mà. Chú em còn ngây thơ lắm. Tập huấn định kỳ cái gì? Hả? Thử súng đạn là chỉ để phát nhau thôi chứ để làm gì đâu. Hả? Tập huấn theo định kỳ thì kết thúc từ tháng trước rồi. Đây là nhiệm vụ đột xuất. Sắp tới sẽ có trận phang nhau kịch liệt. Báo cáo thủ trưởng, gần một tuần nay đối tượng di chuyển vào tọa độ này không biết có chuyện gì. Trước đây thì sao? Không thấy hiện tượng này xảy ra. Chụp lại vị trí này, zoom xem nó ở nằm ở địa bàn nào.
Em đã xem kỹ rồi, đây là một vùng biên giới. Trước đây nó là một bãi mìn do chiến tranh để lại. Lại hay là sao? Sức khỏe thế nào? Cảm ơn cán bộ. Có phải các anh thường xuyên giao hàng ở thung lũng mìn đúng không? Sao không trả lời? Anh còn lấn cấn điều gì à? Giữa chúng ta chẳng còn cái gì để mà giấu giếm cả. Đến nước này, tôi không giấu các anh nữa. Nhưng mà chỗ đó sẽ là một chôn cho hai bên. Ý anh là sao? Vì các anh muốn vào đó, phải bước qua bãi mìn, rồi đánh nhau trong đó, không chết vì súng ống, cũng chết vì mìn. Nói chung, các anh vào thì cửa ra hẹp cho cả hai bên đấy. Cũng biết chọn chỗ đó chứ nhỉ. Có như vậy tụi biên phòng nó mới ngại vào, cũng ít ai dám qua lại vì sợ mất mạng. Nhưng những lần các anh chuyển hàng trước có sao đâu. Các anh nhầm to rồi. Người của chúng tôi phải đánh dấu từng bước chân đấy, chứ theo đường mòn ào ào vào thì chỉ có vào mà không có ra. Cán bộ hiểu chứ? Vì có vì họ đàn, ngại chi họ gió họ khăn. Vì có vì họ đàn, ngại chi viêm họng khán tiếng. Vì có vì họ đàn, hỗ trợ bộ phế giãn đờm. Zero vì họ đàn với thành phần thảo dược thiên nhiên, dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho cô đờm, viêm phế quản, viêm họng khản tiếng. Dược phẩm trung ương 3, treo sức khỏe, gửi niềm tin. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược sâm nhung bổ thận trung ương 3, dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Ông Minh bị mất ngủ, rất khó vào giấc ngủ, nửa đêm hay thức giấc rồi trằn trọc tới sáng. Vợ bị chóng mặt thường xuyên, có lần phải nhập viện. Ông bà uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và chỉ sau 2 tuần ông đã ngủ ngon, bà hết chóng mặt và còn không hay ốm vặt như trước. Anh Thanh trước đã đau đầu, nay làm shipper bận rộn nên càng đau đầu hơn. Anh uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não, nhờ vậy các cơn đau đầu không còn nữa. Bác Thành gần đây hay nhớ nhớ quên quên. Bác uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu lên não và giờ trí nhớ đã tốt. Chị Hảo bị đau mỏi vai gáy, chân tay thì tê bì, lan đến đùi mông rất khó chịu. Chị uống thuốc hoạt huyết tăng cường máu đến vai gáy, các chi và chỉ sau 3 tuần đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay đã hết. Hoạt huyết nhất nhất tăng cường máu lên não, làm hết mất ngủ, chóng mặt, đau đầu, suy giảm trí nhớ, tăng cường máu đến vùng vai gáy, các chi, làm hết đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất nhất. Thuốc hoạt huyết hiệu quả vượt trội thuốc hoạt huyết dưỡng não Ginkgo Biloba nổi tiếng thế giới của Pháp. Nghiên cứu lâm sàng hoạt huyết nhất nhất đã được Bộ Y tế nghiệm thu. Kết quả, hoạt huyết nhất nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba trong điều trị mất ngủ, chóng mặt, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Hoạt huyết nhất nhất. Đờm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bảo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm đờm, ho, khó thở. Theo thời gian, buồng trứng dần suy thoái khiến nội tiết tố suy giảm, làm những ngày ấy thất thường, bốc hỏa, đổ mồ hôi nhiều, nhất là ban đêm, suy giảm sinh lý, dễ mắc bệnh phụ khoa, tim mạch, mất ngủ, chóng mặt, đau đầu, da khô nhăn, sạm nám, tóc sơ giòn, gãy rụng, dễ tăng cân, căng thẳng, cáu bẳn, mệt mỏi. Từ công thức gia truyền uy tín, tụ nữ nhất nhất giúp cơ thể sản sinh nội tiết tố nữ estrogen một cách tự nhiên, làm hết bốc hỏa, đổ mồ hôi, mất ngủ, mệt mỏi, cải thiện sinh lý, hạnh phúc vợ chồng, giúp da mịn màng, tóc mượt mà, tinh thần vui trẻ. Tụ nữ nhất nhất. Sản phẩm không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xón không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệm khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xón không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt, OAB.
Thuốc đông y Tôn Ca, tăng cường giải độc cho gan, bổ gan, mát gan, hạ men gan, trị viêm gan, suy gan, ăn không tiêu, đầy hơi, chướng bụng, chán ăn, dị ứng, mẩn ngứa, mề đay, nóng trong, mụn nhọt, dùng khi suy giảm chức năng gan, nhất là người dùng nhiều bia rượu, thuốc tây, người cao tuổi, thuốc Tôn Ca. Đọc hướng dẫn khi sử dụng. Bệnh mạch vành có các biểu hiện khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh, được chiết xuất từ các thảo dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe mạch vành Win Win, hỗ trợ hoạt huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ nghẽn mạch vành, gây đau thắt ngực do huyết khối, khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh, đã có mạch vành Win Win. Khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh, đã có mạch vành Win Win. Khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh, đã có mạch vành Win Win. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chị Hương mới phẫu thuật ở bụng, giờ bị cảm, ho. Mỗi lần ho vết khâu căng ra rất đau. May mà xịt họng giúp cắt ngay cơn ho. Bà A bị ho dai dẳng mấy tháng. Con gái mua xịt họng, dặn mẹ xịt liên tục trong 3 tuần. Giờ bà không còn ho nữa, dù đã ngưng dùng. Mỗi khi cảm viêm họng, Thanh bị ho hơn chục ngày mới khỏi. Lần này anh xịt họng, rất may vừa cắt ngay cơn ho, vừa hết viêm họng chỉ sau vài ngày. Thầy Hương giảng bài nhiều, nói to nên thường đau rát họng. Thầy xịt họng nên giờ không còn khản tiếng, đau rát họng nữa. Xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút. Hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho. Dược phẩm nhất nhất vinh dự được trao tặng giải vàng chất lượng quốc gia. Thuốc xoang nhất nhất thông mũi tiêu viêm, trị viêm mũi dị ứng, rát hơi, nghẹt mũi, sổ mũi, trị viêm xoang, đau nhức đầu, hạn chế bệnh tái phát. Thuốc đại tràng nhất nhất trị viêm đại tràng, đau bụng, khó tiêu, đầy bụng, sôi bụng, tiêu chảy, hết ăn uống kiêng khem khổ sở, hạn chế bệnh tái phát. Hợp toàn đại bổ nhất nhất bồi bổ khí huyết, điều trị hiệu quả suy nhược cơ thể, giúp ăn ngon, ngủ ngon, nhanh chóng phục hồi sức khỏe, giúp ít mắc bệnh. Nước ngậm răng miệng nhất nhất giúp giảm nhanh đau rát viêm loét miệng, giảm nhanh đau nhức răng, giảm viêm níu, tụt lợi, chảy máu chân răng, giảm cao răng, làm hết hôi miệng. Sau tuổi 30, sinh lực nam giới có thể suy giảm. Alifast mới lên mạnh hơn với bộ ba hợp lực tinh chất quý Ericoma Longifolia, có thêm hào đại dương và tống miễn pháp, sức mạnh vượt trội, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình sản sinh testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sức khỏe và tăng cường sinh lực nam giới. Alifast mới, sinh lực sung mãn, phong độ bền lâu. Bây giờ nếu đưa đội giả phá miền vào sẽ động ngay. Tầm này người của thằng Tông vẫn đang dọn dẹp. Này, liệu có sơ đồ bãi miền thời chiến tranh không nhỉ? Tôi đã trao đổi với bên tỉnh đội rồi, họ nói không có đâu. Vì cả ta và địch cùng gài. Nơi đấy là thông qua mấy cửa bên kia biên giới. Cả thám áo địch và đặc công ta xưa đều đi tắt qua đó, chết vô số. Giờ sau bao nhiêu không biết xáo trộn như thế nào. Hay ta vụt ngay khi nó đặt chân vào tỉnh. Như thế là bắt non. Cùng lắm thì cũng chỉ bắt được mấy thằng áp tài hạc. Cái chính là chúng ta phải bắt được thằng bán, thằng mua và kể cả những thằng trung gian nữa. Vậy chỉ còn cách đi qua thung lũng mình. Nếu như vậy chắc chắn sẽ thương vong nhiều lắm. Chúng ta sinh ra không để tránh những thứ đó. Cho nên phải tính toán thật kỹ lưỡng. Vào ngày hành quân cần phải đem theo phương tiện giả phá mìn. Trận này ta phải phối hợp với quân đội. Ngày tối nay tôi sẽ liên lạc với tỉnh đội để bàn phương án tác chiến. Nếu có bộ binh và công binh phối hợp là yên tâm rồi. Em có sao không? Em bị say xe từ nhỏ đến giờ. Nè. Dạ. Em uống nước lọc này đi cho đỡ kiệt sức. Chứ hồi nãy giờ đã nôn ra hết rồi. Cảm ơn anh. Em xin lỗi.
Em giống như là mẹ của anh vậy đó. Mỗi lần ngồi trên xe đi đâu đó là cũng giống như là bị hành xác vậy đó. Cho nên anh chăm sóc người say xe quen rồi. Em đừng có khách sáo gì hết. Em uống miếng nữa đi. Mình ráng qua hết đoạn đường đèo này thì em sẽ hết bị say xe à. Không ai cứu mày đâu. Chào đại ca. Trình đó em yêu. Đừng cố này. Mày chơi thật khốn nạn. Nè, mày la đi, la lớn lên, la lớn ra. La đi. Mày có la cũng không ai cứu mày đâu. Mày có biết không, tao tốn bao nhiêu tiền của để dụ dỗ mày ra đây. Tao nói cho mày biết, mày có chạy đằng trời á cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Đại ca. Số lượng hàng sao rồi em? Dạ tổng cộng 2.000 bánh. Đồng hồ kỹ không em? Đại ca yên tâm, em đã kiểm tra kỹ hết rồi, mọi thứ đều ok. Được đấy. Khi nào thì mình chuyển hàng đi ha? Sớm mai ô tô sẽ tới. Rồi tất cả bốc hàng thật nhanh. Em dạ.
dặn đám lính đi kiểm tra vòng bán kính 3 km, xem có động tĩnh gì báo về ngay cho anh nhé. Dạ em biết rồi. Đi. Vô. Chúc mừng cho mẹ hàng chất lượng suôn sẻ. Mẹ hàng được nè, rất là chất, tuổi trẻ nè, xinh đẹp, ba dòng chắc nịch. Em nào cũng xinh tươi, em nào cũng cháy bỏng, nhìn là muốn liệt đấy cả. Đại ca, đợt này á mình phải hét giá thật cao lên đại ca. Chắc nói bên cục binh sao rồi? Tụi nó đang ém bên kia biên giới. Nếu thuận lợi á thì 3 giờ sáng nay tới. Mà biên phòng á làm gắt quá, em nghĩ là phải tới tối mai mới tới đại ca. Không được, mày phải liên lạc cấp, kêu tụi nó giao dịch trong tối hôm nay luôn. Em sẽ cố gắng. Vô đây ra. Vô. Tụi mới nghe bọn chúng nói sáng ngày mai á sẽ đưa tụi mình qua biên giới đó. Tụi mình tiêu rồi. Chắc chắn ở đây là bộ pháp biên giới, nhưng mà thoát ra không biết đi hướng nào đâu. Mọi người đừng có lo hướng, lo thoát ra trước đã. Nấp thật là kỹ, đợi tới khi trời sáng á, tụi mình sẽ canh theo hướng mặt trời mọc mà đi. Không được đâu, ở đây rừng núi đâu mà, chúng ta không xác định được phương hướng đâu. Giờ mà không trốn thoát được, để chúng bắt được chỉ có đường chết rồi đó. Chị nhờ mọi người sao? Có đi không? Bây giờ tìm được ông Triều thì làm gì tiếp theo? Xem nó đang đi với ai? Cứ cho là vậy đi. Sao nữa? Dí cho nó cái ảnh, ảnh nó mặc quần áo công an. Anh cũng đều phết nhỉ. Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước chân phong trần, trống vắng yêu thương chìm sâu nhưng lặng cấm, hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Tìm mình trong cơn mơ đau, vẫn ngước mắt không cúi đầu. Dòng đời cuộn trong phong ba, lòng ta rực lửa khát khao. Tìm mình trong băng giá bao ngọt ngào, từ trong cốc nín bao cồn cao. Miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về. Độc hành trong những bước chân cỏ dài, đời ta như bóng đêm miệt mài. Niềm tin thắp sáng bao sẽ đến với nụ cười. Cây thần cây lá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.